Dạ, em xin chào tất cả mọi người ạ. Hôm nay thì shop đồ cao Nhật Bản Bình Định xin được giới thiệu với mọi người cái video số 229. Thì ngày hôm nay em sẽ giới thiệu với mọi người có tất cả là 16 con máy cao hàng Nhật Bản ạ. Và lô máy cao của em ngày hôm nay thì có những cái con máy có size tương ứng là từ size 2000 đến 8000 và thích hợp cho khách chúng ta câu lua, rê, lăng xê hoặc là đánh lục và có thể đánh biển được cả nha mọi người. Và giá em báo trong video này thì chưa bao gồm phí ship, anh em có ship code toàn quốc và phí ship của mỗi đơn đối với máy là 30.000, khách nhận hàng, kiểm tra hàng và thanh toán ạ. Thì đầu tiên em xin được giới thiệu với mọi người con máy số 1 như thế này ạ. Thì máy số 1 ở đây em có đây là một con máy của Daiwa. Đây, tên đầy đủ của máy là dòng Daiwa Super Sport SS700Z, tên của máy. Thì con máy này cố là bằng kim loại này, thân và tay quay bằng carbon, đổi được tay quay trái phải. Ngoại hình thì trên cối của máy có những cái vết xước như mọi người, cối này xước. Nhưng mà nhìn chung thì cũng không có đến nỗi tệ lắm cái phần cối. Mực in trên cối thì nó một vài nó bị pha mực in một vài vị trí thế này. Thì máy này dòng máy cối nông, size của máy tầm khoảng 2000 thôi. Có reto là 5.2, thì những cái dòng reto cao này chúng ta câu lua rê hoặc là chúng ta câu cần ISO đều được cả nha mọi người. Đây, ngoại hình của máy. Luôn ạ, đuôi máy thì có những cái vết xước nhẹ nên là như thế này thôi. Tay quay của máy thế này, bằng nấm tay quay này. Đấy. Đây, cái phần này thì vị trí này nó cái nước sơn nó hơi bị sần sùi vị trí nước sơn lên thế này ạ. Còn những vị trí khác thì cũng khá là ok. Khuyên đeo dây của máy đây, giặt cước hoạt động tốt. Và máy này là mô pin sống này, lưỡi gào của máy vẫn còn nha mọi người. Size của máy khoảng 2000, dòng này dòng máy cối nông ạ. Máy này nhỏ, size nhỏ, ngoại hình nhỏ như này thôi. Và hoạt động của máy đây, máy thì quay rất là nhẹ. Máy này dòng này mà dòng reto cao nó quay nó như thế này nha. Chúng ta lua rê. Và máy này có thiết kế kiểu là trục xoắn đôi. Dạng trục xoắn đôi là trục này cảo khỏe và rất là bền nha mọi người. Và máy này nặng là 218g. Và máy số 1 là máy của Nhật. Máy số 1 có giá là 420.000. Tiếp đến máy số 2. Máy số 2 ở đây em có một con máy cũng của Daiwa, dòng Daiwa Regen Z2000T, tên của máy nè. Máy này cố là bằng kim loại, thân và tay quay là bằng carbon nhé, đổi được tay quay trái phải. Máy này ngoại hình trên thân máy nó có trầy xước như thế này ạ, phần góc cạnh tay quay, cối của máy như thế này. Máy này kéo được 4,5 kg nha mọi người, size 2000 thì kéo tầm 4,5 kg. Cước số 3 vào 100m, máy này size 2000, khó một pin, khó cái một pin bằng số thế này, một pin sống này. Máy này thì bị mất lưỡi gà, nên khi mà ta xả một pin ra nó không kêu re re nhé. Khuyên đeo dây của máy mạ gôn như này, gạt cước hoạt động tốt. Ngoại hình của máy, máy này chạy bằng 4 bạc đạn nha mọi người. Thì máy này có một cái lỗi nhỏ, nó là cái phần chốt chặn nó bị gãy một phần của đây cái chốt chặn rồi. Nghĩa là cái này thì chúng ta vẫn sử dụng bật qua bật lại được, nhưng mà nó hơi vất vả một tí thôi, cũng không đến nỗi nè. Hoạt động của máy thì khá là ok, máy này quay rất là nhẹ với em, không vấn đề gì hết. Chạy bằng 4 mặt đạn, chốt chặn hoạt động tốt. Cái phần này nó hơi nó bị gãy một phần nhưng vẫn sử dụng được. Và máy này là của Thái Lan xuất Nhật. Máy số 2 này có giá là 250.000. Máy này nặng là 258g ạ. Tiếp đến máy số 3. Máy số 3 ở đây em có một con máy dòng BS 1000RD. Thì những con máy này là nó thuộc một cái dòng của máy Ryobi nha mọi người. Ở đây, máy này cố là bằng carbon, thân và tay quay bằng kim loại, đổi được tay quay trái phải. Máy này cái cối nó có lớp tem, cối nó không được đẹp lắm này. Cước số 3 vào được 200m. Thì theo thông số cước thì đến là 4.000 luôn ạ. Nhưng mà máy này cái ngoại hình cối nó hơi nhỏ. Em báo máy này size 3.000 thôi ạ. Máy này size 3.000 nha mọi người, mô pin sống này. Lưỡi gào của máy vẫn còn, khuyên đeo dây của máy đây ạ. Và máy này bị mất một cái tem nhỏ phía bên tay trái này. Gạt cước hoạt động tốt. Ngoại hình trên thân máy thì cũng tương đối, khá là không có nổi tệ lắm. Tay quay của máy như thế này. Còn cối thì cối nó có một vài vị trí nó bị xước cái phần lớp tem nha mọi người. Đây, vị trí này hơi xước lớp tem. Có reto là 3.4, size của máy là 3.000. Hoạt động của máy này, máy thì quay rất là nhẹ nha, nhưng mà khi quay thì nó có một cũng hơi bị cạ cái phần tem với cái cối nhẹ một tí. Quay rất là nhẹ, bởi vì cái này reto nó 3.4, rồi lực quay cũng khá là nhẹ này. Khi quay nó hơi cạ cạ cái phần cối với cái hai cái bánh gai này một tí, không nó nổi nè. Và máy này nặng là
353g là máy số 3 này có giá là 200.000. Máy của Nhật, máy thứ 3 là máy của Nhật nha mọi người. Tiếp đến là máy số 4. Máy số 4 em có là một con máy của Ruby, dòng Ruby CX3B. Máy này thì toàn thân bằng kim loại, đổi được tay quay trái phải. Máy này thì nó bị bong tróc nhẹ thế này thôi. Cũng bị mất một cái tem phía bên tay trái ạ. Cối thì có xước nhưng mà nhìn tổng quan thì cối rất là sáng. Có xước nha. Đây cối khá là ok. Và máy này cũng đi tu là tầm 3.4 ạ, vì trời xước nên lưng máy nên như thế này ạ. Cước số 4 vào được 210m, cước số 5 vào được 160m. Thì theo thông số cước thì đến là 5.000 ạ. Nhưng mà cái dòng này, cái dòng máy Ruby như thế này thì cái ngoại hình với cái cối nó hơi nhỏ. Thì máy này em báo xa tầm khoảng 4.000 thôi nha mọi người. Máy này xa 4.000. Mô pin sóng này, lưỡi gào của máy vẫn còn. Toàn thân bằng kim loại. Khuyên đầu dây của máy này. Giặt cướp, hoạt động tốt. Chúng ta đổ được tay quay của cho máy, tay quay máy như thế này ạ. Chúng ta đổ được tay quay trái phải ạ. Hoạt động thì rất là ok. Chốt chặn hoạt động tốt này. Máy này thì cái phần chốt chặn nó hơi bị rít, nhưng mà cứng cái phần chốt chặn tí nha mọi người. Đây, nếu chúng ta vừa chúng ta sử dụng thường xuyên thì nó sẽ mềm ra. Còn không thì nếu mà khách nào chúng ta sử dụng vật chế độ này cũng rất ok. Chốt chặn chúng ta bật qua bật lại được, nhưng mà nó hơi bị rít tí. Chốt chặn ạ. Và máy này là của Nhật, máy số 4 này có giá là 320.000. Máy này nặng là 420g ạ. Tiếp đến máy số 5. Máy số 5 ở đây em có một con máy Daiwa Max 110, tên của máy này ạ. Máy này thì cối bằng carbon thân và tay quay bằng kim loại nha, đổi được tay quay trái phải. Máy này xa cũng tầm khoảng 4.000. Mô pin sóng này. Máy này thì bị mắc lưỡi gà nha. Mắc lưỡi gà nó khi đây lưỡi gà nó vẫn còn đây nè, nó hơi yếu nè. Đây, lưỡi gà mà còn là một cái thanh nhỏ như này. Thì những cái máy mà nếu mà khách nào ta máy nào mà nó lỡ bị mắc lưỡi gà thì chúng ta có thể về chúng ta đổi chớp thành cái thanh này cũng được nha mọi người. Những cái thanh này cái vẻ hơi yếu nó không kêu ra rê được. Cối bằng carbon. Thân và tay quay bằng kim loại, đổi được tay quay trái phải, khuyên đầu dây của máy này khá là sáng. Gạt cướp hoạt động tốt. Máy này thì dòng này hàng nội địa, người ta mang dòng này cái con máy này cái gạt cước rất là đẹp nha, không có trầy xước gì cả. Tay quay của máy rất là đẹp. Máy này thì trên tay cái nước sơn rất là chắc nè, nhìn là bị trầy xước nhỏ như thế này thôi ạ. Size của máy là 4.000. Mô pin sóng nè. Lưỡi gà của máy thì nó hơi bị ngắn rồi, nó không kêu được nữa. Và hoạt động của máy này rất là nhẹ nha. Quay khá nhẹ vậy em. Size của máy là 4.000 ạ. Chốt chặn nè, hoạt động tốt. Và máy này nặng là 330g ạ. Và máy số 5 này cũng là dòng hàng nội địa Nhật. Máy số 5 này có giá là 320.000. Tiếp đến máy số 6. Máy số 6 thì đang có một con máy của Ruby Beer Auto 2500B. Máy số 6 thì ngoại hình nó không được đẹp lắm nha mọi người. Bởi vì cái lớp tem này nó bị dính keo với nó bị sần sùi. Lớp tem này nó bị đây, nó bị bong ra, nó bị... Trong vị trí này thì ok, nhưng cái vị trí phía bên này thì nó hơi bị sần sùi này. Còn cái phần thân nước sơn của máy thì một vài vị trí nó không được đẹp lắm. Tay quay của máy thế này. Nước sơn và vị trí nó cũng bị bong này. Đuôi máy. Nói chung là máy này ngoại hình nó không được sáng mấy lắm. Bởi vì lớp tem này nhìn nó không được đẹp, nó sần sùi, nó bị xước. Mô pin sóng này, máy lưỡi gà vẫn còn. Không còn lưỡi ra. Nó có ok, khuyên nó dây của máy bằng loại xứ nâu khá sáng này, gạt cước của máy. Đây ạ. Chúng ta đổ được tay quay trái phải dành cho máy này nha mọi người, tay quay của máy như thế này ạ. Và size của máy, máy này thì size tầm cũng khoảng 3.000. Cước số 5 vào được 140m, tầm xa khoảng 3.500, nó 4 tầm 4.000 nha mọi người, máy này xa 4.000. Và hoạt động của máy này. Máy thì quay cũng khá nhẹ nha. Máy này thì hoạt động ok, quay nhẹ êm. Không vấn đề gì cả. Máy này chỉ có cái phần ngoại hình là không được đẹp, phần ngoại hình thôi. Và máy số 6 này của Nhật, máy số 6 này có giá là 220.000. Máy số 6 này nặng là 395g ạ. Tiếp đến máy số 7. Máy số 7 ở đây em có một con máy Olympic Spark
NewsPad 150. Máy này thì toàn thân bằng kim loại, đổ được tay quay trái phải. Máy số 7 này thì size của máy tầm khoảng là 4.500 đến 5.000. Máy này size tầm khoảng 5.000 nha mọi người. Một viên sóng lưỡi gà vẫn còn, máy này vẫn còn lưỡi gà. Khuyên đầu dao của máy là loại xứ hồng thôi này. Dạ, cước đây, hoạt động tốt. Bị trầy xước cái phần lưng máy như thế này, trên cối cũng có những cái vết xước như thế này ạ. Có xước, tay quay của máy thì khá là đẹp. Có xước nhưng mà tặng những cái vị trí khác, nước sơn khá là, những vị trí khác của máy thì nước sơn vẫn còn khá là chắc nè. Đó, là chắc khá là đẹp. Gạt cước thì hoạt động tốt. Size của máy tầm khoảng là 5.000 nha. Con dao động 4.500 đến 5.000. Đây, quay rất là nhị nha. Chốt. Chốt chặn nè. Hoạt động tốt. Và máy này nặng là 426g ạ. Và máy số 7 này là máy của Nhật ạ. Máy số 7 này có giá là 380.000. Tiếp đến là máy số 8. Máy số 8 ở đây có một con máy của Shimano Holiday Spin 3.000. Máy này thì cối và thân là bằng carbon, tay quay là bằng kim loại nha. Đổi được tay quay trái phải ạ. Đây, ngoại hình của máy, máy có bị trầy xước như thế này ạ. Cối thì khá là ok, lắp tem máy cối thì khá là sáng. Chỉ có phần thân này và vị trí nó bị trầy xước như thế này ạ. Những vị trí khác thì nhìn nó khá là sáng, tay quay của máy thì khá là ok. Size của máy là 3.000 luôn ạ. Mô pin sóng này, lưỡi gào của máy vẫn còn, khuyên đầu dây của máy thì khá là sáng. Gạt cước, hoạt động tốt. Và hoạt động của máy này, máy thì rất là nhẹ. Chốt chặn đây ạ, hoạt động tốt. Và máy này nặng là 309g ạ. Và máy số 5 này là máy số 8 là máy của Malaysia xuất Nhật, máy số 8 có giá là 330.000 ạ. Tiếp đến máy số 9. Máy số 9 ở đây em có một con máy cũng của Shimano, dòng là Shimano Alivio 4.000. Cước máy này size thật cũng là 4.000 nha mọi người. Máy này ngoại hình khá là đẹp, không có trầy xước gì nhiều cả. Chỉ có phần đuôi máy xước hai vị trí nhỏ như thế này thôi. Tem thì có một vài vị trí nó bị bong như thế này. Còn lại mọi thứ khá là ok. Máy này độ mới tầm 80 đến 85% nha mọi người. Máy này khá là đẹp này. Khuyên đầu dây của máy khá sáng. Một viên sóng này, lưỡi gào của máy vẫn còn. Máy này ngoại hình đẹp ạ, gạt cước nè, hoạt động tốt. Trầy xước nhỏ thôi. Chúng ta đổi được tay quay trái phải. Máy này cối và thân là bằng carbon, tay quay bằng kim loại nha. Đổi được tay quay trái phải. Mô pin sóng là lưỡi gà của máy thì vẫn còn ạ. Và hoạt động của máy đây. Máy quay rất là nhẹ. Chốt chặn, hoạt động tốt. Size của máy 4.000 ạ. Và máy này nặng là 316g ạ. Và máy số 9 này là máy của Malaysia xuất Nhật, máy số 9 có giá là 430.000. Tiếp đến máy số 10. Máy số 10 ở đây em có cũng có một là một con máy của Shimano, dòng máy Shimano Sunsub 2, tên của máy này. Máy này toàn thân bằng kim loại nha, đổ được tay quay trái phải. Máy này có Rito là 3.8, tay quay của máy khá sáng đẹp. Đây, máy ngoại hình khá sáng nha, trầy xước nhỏ phần đuôi máy như thế này thôi ạ. Cối thì bằng inox rất là sáng, bị trầy xước nhỏ như thế này thôi. Cước số 5 vào được 210m, cước số 6 vào được 160m. Thì theo thông số cước thì máy này là 6.000 của Shimano nha. Nhưng mà nếu mà nó máy bên đai qua thì máy này tầm khoảng 5.500 thôi. Bởi vì cái kiểu máy cối máy khá là nhỏ. Mô pin sóng này, lưỡi gào của máy vẫn còn. Gạt cước này, hoạt động tốt ạ. Khuyên đầu dây của máy đây rất là sáng đấy. Cái vị trí này nó bị rỉ xét thì nó không có ảnh hưởng gì cả nha mọi người. Ở chỗ dưới con lăn luôn mọi người nè, con lăn khá là ok. Con lăn chúng ta giữ dây chúng ta. Đây, ngoại hình của máy khá là sáng nha. Cối khá là ok, cối bằng inox. Và size của máy là tầm 5.500. Hoạt động của máy đây. Máy quay rất là nhẹ, stereo của máy là 3.8 ạ. Chốt chặn đây ạ, hoạt động tốt nha. Và máy số 10 này nặng là 451g ạ. Và máy số 10 là máy của Nhật, máy số 10 này có giá là 480.000. Tiếp đến là máy số 11. Máy 11 ở đây em có một con máy của Daiwa, dòng Daiwa Sprinter ST1000B. Máy này cối bằng carbon thân và tay quay bằng kim loại nha, đổ được tay quay trái phải. Thì máy ngoại hình cũng khá là sáng. Đây, máy ngoại hình cũng rất ok nha, trầy xước nhỏ như này thôi. Cối thì có những cái vết xước như này. Cối thì xước nhẹ thôi. Size của máy, đây, vị trí nó hơi bẩn, hơi xước, nó bị bẩn nhẹ vị trí này nha.
Size của máy là cước số 5 vào được 170m thì máy này size tầm 5.500 nha mọi người. Mô bin sóng này, lưỡi gào của máy vẫn còn, khuyên đầu dây của máy đây, rất là ok. Khuyên rất là sáng nha. Chúng ta đổi được tay quay trái phải ạ, à, gạt cước của máy đây ạ. À. Size của máy là 5.500. Và hoạt động của máy đây. Máy quay rất là nhẹ nha. Chốt chặn đây ạ, à. Hoạt động tốt. Và máy này là của Nhật, máy số 11 có giá là 370.000. Máy này nặng là 377 gram ạ. À. Tiếp đến máy số 12. Máy 12 ở đây em có một con máy Ryobi. Ở đây. Máy này thì cuối là bằng carbon, thân và tay quay bằng kim loại, chúng ta đổi được tay quay trái phải. Ở đây cuối thì máy này cuối trên lớp tem trên cuối nó bị pha mất mực in nha. Thì size của máy này, máy này có Radio là 4.1. Thì máy này cước số 6 vào được 210m, này cước số 7 vào được 175m, máy này size 7.000. 7.000 nhân kiểu dáng máy thì hơi ngắn hơi nhỏ, mô bin sóng lưỡi gà vẫn còn. Khuyên đầu dao của máy đây, rất là sáng nha. Gạt cước này, hoạt động tốt. Chúng ta đổi được tay quay trái phải. RV600 tên của máy này, Sea Attacker. Con này là con máy bình thường chứ không phải máy đuôi chuột nha mọi người. Cái nút này là nút làm để kiểu của máy thôi. Máy này chúng ta xả một bên kiểu thế này bình thường. Lưỡi gà vẫn còn. Size của máy là 7.000 ạ. Có Rito là 4.1. Đây, ngoại hình thì cũng khá là không có đến trầy xước gì lắm cả. Chỉ có phần tem này nó bị trầy xước lớp tem thôi. Và hoạt động của máy đây. Máy này quay rất là nhẹ nha. Chốt chặn đây ạ. Hoạt động tốt. Cối của máy là bằng carbon. Size của máy là 7.000. Chốt chặn ạ. Hoạt động tốt ạ. Và máy này nặng là 536g. Và máy số 12 này có giá là 450.000. Tiếp đến là máy số 13. Máy 13 ở đây em có là một con máy của Daiwa, dòng Daiwa Sprinter ST1000. Máy này toàn thân bằng kim loại nha, đổi được tay quay trái phải ạ. Khuyên đầu dao của máy này, khá là sáng, gạt cước, hoạt động tốt. Thì máy này cái lớp tem ở trên cối nó bị mất luôn lớp tem trên cối rồi. Và size của máy này tầm khoảng là 5.500 ạ, máy này size 5.500 nha. Một viên sóng này, lưỡi gào của máy thì vẫn còn. Chúng ta đổi được tay quay trái và máy này cố nó có bị xước như này nha mọi người. Cố nó bị xước. Nước sơn của máy thì một vài vị trí nó bị sần sùi như này. Nó sần sùi như này. Cố có xước. Khuyên đầu dây của máy con lăn này. Rất là ok. Gạt cước, hoạt động tốt. Chúng ta đổi được tay quay trái phải đuôi máy như này. Và hoạt động của máy đây. Máy thì khá là nhẹ. Máy này có ngoại hình nó, cái phần ngoại hình bên ngoài nó không được sáng tới thôi. Máy quay rất là êm và nhẹ nha. Chốt chặn thì hoạt động tốt. Và máy này nặng là 417g ạ. Và máy số 13 này là máy của Nhật. Máy 13 có giá là 380.000 ạ. Tiếp đến là máy số 14. Máy 14 ở đây em có một con máy Olympic. Dòng Olympic Y303. Tên của máy. Máy này cũng toàn thân bằng kim loại nha mọi người. Đổi được tay quay trái phải. Khuyên đầu dây của máy rất là sáng nha. Gạt cước này, hoạt động tốt. Máy này có ngoại hình nó không được đẹp lắm. Ngoại hình nó có bị trầy xước, bong tróc nước sơn của máy này. Đây, ngoại hình của máy, máy này ngoại hình không được sáng lắm nha. Thì đây tay quay của máy hoặc là vị trí nó bị muối ăn thế này nha. Đây, một vị trí này. Hai vị trí này. Ăn cái lớp mà xi bên ngoài thế này. Và mô bin sóng này. Lưỡi gào của máy vẫn còn. Thì máy này tầm xa khoảng 6.000 đến 6.500 nha. Gạt cước ạ, hoạt động tốt. Chúng ta đổi được tay quay trái phải trên cho máy này ạ. Ngoại hình của máy này, lưng máy đuôi máy thì có bị trầy xước như thế này. Khuyên đầu dây của máy thì khá là ok. Size của máy tầm khoảng 6.000. Và hoạt động của máy này. Máy này hoạt động rất là ok. Máy nó bị cạ cái dây cước, nó kêu cái tiếng như vậy nha mọi người. Cái dây cước này. Rất là êm. Quay khá là mượt. Chốt chặn nè, hoạt động tốt. Và máy số 14 này nặng là
484g ạ. Và máy số 14 này là máy của Nhật, máy 14 có giá là 360.000. Tiếp đến là máy số 15. Máy 15 ở đây em có một con máy của Daiwa, dòng Daiwa Sprinter ST1500DX, tên của máy đó. 1500DX tên của máy nha. Máy này thì toàn thân bằng kim loại, đổi được tay quay trái phải nha mọi người. Ngoại hình của máy thì mấy cái lớp tem dán ở vị cối này nè, vị trí cối này nó cũng bị bong ra rồi. Để size của máy này tầm khoảng là 6.000 nha mọi người. Tầm 6 đến 6.500. Dòng này thì nhìn kiểu dáng máy này lại lớn. Cái kiểu máy dòng Daiwa Sprinter thì cái form máy nó khá lớn nha. Khuyên đeo dao của máy này khá là sáng, gạt cướp này, hoạt động tốt. Khuyên đeo dao con lăng này. Ok. Cối thì cái này bị xước cái phần trên cối thế này. Rồi nhưng mà rất là láng nè, nó không có bị nhâm cướp gì cả. Cối thế này. Mô viên sóng lưỡi gà vẫn còn. Size của máy tầm khoảng là 6.000 ạ. Ngoại hình của máy này, lưng máy, khuyên đeo dây của máy. Và hoạt động của máy, tay quay của máy khá là ok. Hoạt động của máy này, máy quay rất là nhẹ nha. Cái lực quay máy khá nhẹ. Chốt chặn nè, hoạt động tốt. Và máy này nặng là 542g. Và máy số 15 này là máy của Nhật, máy 15 có giá là 450.000. Tiếp đến là máy số 16, máy cuối cùng đây. Máy 16 em có một con máy cũng của Daiwa, dòng Sprinter ST3000. Máy này thì ngoại hình khá là sáng, toàn thân bằng kim loại, đổi được tay quay trái phải. Máy này ngoại hình khá là ok nhé, trầy xước rất là nhỏ thôi, trên cối không có xước khá nhỏ. Khuyên đeo dây của máy đây, khá là sáng nha. Thì cái dòng máy này, cái kiểu này máy của cái dòng Daiwa Sprinter thì cái kiểu dáng nó rất là lớn cối, thân dài và cối khá là ok. Mô viên sóng này lưỡi gà vẫn còn. Cước số 7 vào được 210m thì máy này size 8.000 ạ. Khuyên đeo dao của máy khá sáng, gạt cước này, hoạt động tốt. Cối của máy thế này, tay quay của máy. Nói chung là máy này ngoại hình cũng khá là đẹp ạ. Và đổi được tay quay trái phải và hoạt động của máy này. Máy này rất là êm nha. Chốt chặn nè, hoạt động tốt nè. Máy quay khá nhẹ nha. Và máy này nặng là 646g. Và máy số 16 là máy của Nhật, máy 16 này có giá là 600.000 nha mọi người. Máy này ngoại hình khá là sáng, nút sơn rất là chắc nè. Và em mới vừa giới thiệu xong lô gồm có 16 máy câu của mình. Mọi chi tiết xin liên hệ với số điện thoại là 0974088309. Khách chúc hàng bằng cách có thể gọi điện trực tiếp, kết nối Zalo hoặc là có thể nhắn tin nha mọi người. Em xin cảm ơn mọi người, em xin chào mọi người ạ.